tập đoàn quản lý tài sản Manulife với hơn 125 năm kinh nghiệm toàn cầu, cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho hàng triệu khách hàng với 16 văn phòng hiện diện tại các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 375 chuyên gia đầu tư, tổng tài sản quản lý và giám sát lên đến 676 tỷ đô la Mỹ tính đến cuối năm 2015. Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Manulife Việt Nam ra đời năm 2005 là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam có thành tích tăng trưởng ấn tượng, tổng tài sản quản lý tăng 5,5 lần trong 10 năm từ 2.200 tỷ đồng năm 2005 lên hơn 12.000 tỷ đồng năm 2015 cho khách hàng tổ chức. Đối với khách hàng cá nhân, công ty quản lý quỹ đã và đang phát triển dòng sản phẩm quỹ mở, một kênh đầu tư hiện đại mới xuất hiện tại Việt Nam. Vậy, quỹ mở là gì? Quỹ mở được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư và quản lý chuyên nghiệp bởi một công ty quản lý quỹ, dễ dàng tham gia, linh hoạt về thời điểm và số tiền đầu tư. Quỹ mở đã và đang là mô hình đầu tư cực kỳ phổ biến trên thế giới và thực sự bùng nổ tại Bắc Mỹ từ năm 1980. Theo số liệu thống kê ở Mỹ, có đến 45% hộ gia đình đầu tư vào quỹ mở, trong đó 47% nhà đầu tư Mỹ nắm giữ quỹ mở trên 20 năm và 91% đầu tư vào quỹ mở cho mục đích hưu trí. Thu nhập của một nhà tư vấn tài chính tại Mỹ 195.000 đô la Mỹ một năm, gấp gần 4 lần thu nhập bình quân của một người bình thường. Ở khu vực Đông Nam Á, giá trị đầu tư vào quỹ mở của Indonesia hiện tại đang ở mức 616.000 tỷ đồng và Philippines là 352.000 tỷ đồng. Tuy chỉ mới có mặt tại Việt Nam trong khoảng vài năm gần đây, nhưng tiềm năng của thị trường quỹ mở ở Việt Nam là rất lớn và chưa được khai phá. Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife được thành lập vào tháng 10 năm 2014, chủ yếu đầu tư vào các công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng thiết yếu có tiềm năng tăng trưởng tốt tại Việt Nam, nhằm mang lại sự tăng trưởng vốn trong trung và dài hạn cho nhà đầu tư. Chỉ với 500.000 đồng, nhà đầu tư đã có thể đầu tư vào nhiều công ty cùng lúc và qua đó giúp hạn chế rủi ro, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư. Từ nay, đội ngũ MDRT của Manulife sẽ chính thức giới thiệu quỹ mở, quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife đến với khách hàng và tự hào là đội ngũ đại lý đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tham gia chương trình này cho đến thời điểm hiện tại. Các anh chị MDRT chỉ cần giới thiệu sơ lược về sản phẩm quỹ mở cho khách hàng. Các chuyên gia tư vấn của công ty quản lý quỹ Manulife sẽ giúp các anh chị tư vấn chuyên sâu và hoàn tất các thủ tục mua chứng chỉ quỹ mở. Các anh chị đại lý MDRT sẽ có cơ hội gia tăng thu nhập với cùng một lượng khách hàng. 1. Thu nhập từ việc giới thiệu khách hàng cho từng lần mua chứng chỉ quỹ thành công. 2. Thu nhập tiền thưởng duy trì giá trị tài khoản được hưởng miễn là các anh chị vẫn làm việc với Manulife và khách hàng của đại lý vẫn còn đầu tư vào quỹ. 3. Thu nhập tiền thưởng theo doanh số. Với khả năng tư vấn các sản phẩm đa dạng từ bảo hiểm đến đầu tư, các anh chị chính là những chuyên gia tư vấn tài chính đáng tin cậy của khách hàng. Hãy là những người tiên phong và đón đầu xu hướng, giới thiệu đến khách hàng quỹ mở, giải pháp đầu tư tài chính thực thụ.